Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em nhé. Hôm nay em Tiến về được đôi loa Bose 601 series 3, thùng vân gỗ màu vàng, trùng sơ di gân zin, hàng tuyệt kỹ, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Và cái trong cái model này thì ngày hôm qua thì các bác thấy là em test hai đôi loa Bose AV thì em cũng đã về một đôi. Và đôi đấy thì bác khách trên Hà Nội cũng đã đặt cọc tiền lấy đôi loa đó. Và đôi loa này thì hôm nay em về tiếp một đôi nữa. Ngày hôm qua thì cũng về một đôi series 3, 601 series 3 vàng zin gân trùng sơ di, giống y như này. Đấy, quá đẹp, các bác nhìn tuyến bát nó quá đẹp luôn, mỹ mãn, xuất sắc luôn nhé. Đấy, giá thì em Tiến vẫn bán với những cái mức giá cực kỳ yêu so với giá trên thị trường. Bác thấy là những đôi loa như thế này thì trên thị trường đang có những cái mức giá tầm 46 đến 48, rồi 50, ngoài 50 cũng có. Tất cả zin gân trùng sơ di, đôi loa được sản xuất tại Mỹ anh em nhé, được sản xuất tại Mỹ. Rồi, dòng này thì em Tiến không phải quảng cáo nhiều. Thì trong phương án thứ ghép hôm nay em ghép với lại con âm đi Sansui 7070. Đấy, một phương án phối ghép cực kỳ hay. Và phương án phối ghép của những dòng Bose 601 series 3 này thì anh em có thể phối ghép với những chiếc âm đi chơi trong cái mức bình dân, đó là những chiếc âm đi đàn lông PMA 890DG mặt vàng chanh đấy. Ngoài ra thì những con âm đi đó là con âm đi có chất âm hay nhất trong cái tầm tiền. Ngoài ra anh em có thể phối ghép với những phương án thượng đẳng hơn, đó là những chiếc âm đi Sansui 7070, 8080, 9090, rất là hay các bác nhá. Đấy là phương án phối ghép em tư vấn cho các bác. Thì trong phương án phối ghép clip ngày hôm nay thì em đã phối ghép cho các bác sẵn sàng một bộ. Đấy, thì đôi loa này thì em bán với cái mức giá là 38.600.000 đồng. Đấy, vậy là rẻ hơn thị trường những gần 10 triệu đồng các bác nhá. Hàng bao zin, bao đẹp, zin gân trùng sơ di. Gân này còn chơi được khoảng 7 đến 8 năm nữa anh em nhé, gân này còn chơi 7 đến 8 năm nữa. Chứng tỏ là nước ngoài họ chơi đôi loa này rất ít các bác nhá, quá ít luôn. Đấy, thì bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh và chất âm của đôi loa 601 series 3 đánh với lại chiếc âm đi Sansui 7070. Chiếc âm đi có giá 15.600.000 đồng các bác nhá. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Nguồn phát là chiếc đầu Marang có giá 3.8 ở trên kệ kia. Thank you.